Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân, Vũ điệu Kết Đoàn là một sản phẩm có ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa của 12 dân tộc cư trú tại tỉnh Sơn La và sự giao thoa văn hóa với các dân tộc khác trong vùng Tây Bắc do đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội sáng tác. Và tác phẩm thể hiện tinh thần đoàn kết của các dân tộc. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với màn múa Vũ điệu Kết Đoàn với sự thể hiện của câu lạc bộ văn nghệ phụ nữ khu 4. Xin mời quý vị cùng đón xem.
Xin được chúc mừng Vũ Điệu Kết Đoàn đến từ câu lạc bộ Hội Phụ Nữ thôn Đào Đặng. Kính thưa quý vị và liên tục chương trình, xin mời